Ủa hả? Hello con. Khỏe không? Trời con ơi. Con trẻ mà chú, không phải gọi là con. Chú trẻ mà kêu con, năm nay 18 tuổi chưa? À dạ, con mới 19. Con mới 19 chắc chú mới đẻ hôm qua. Thưa quý vị, là đây là Cindy Hạ Linh. Một cô ca sĩ trẻ rất là xinh xắn và giọng hát rất là trong trẻo. Và đặc biệt rất là ngoan, là lễ phép. Hôm nay cảm ơn con đã xuất hiện ở một cái nơi xa xôi hẻo lánh như thế này. Dạ không, con rất là vui tại vì bình thường rất thích đi trải nghiệm. Hôm nay có cơ hội đi trải nghiệm thế này. Hôm nay sẽ dắt con vào ở trong buôn làng. Buôn làng? Chúng ta sẽ đặt nhà. À. Rồi mình sẽ đi kiếm một vài thứ xung quanh vườn. Rồi mình sẽ trải nghiệm cái cuộc sống của đồng bào Mơ Nông. À. Ở cái xã này là rất là nhiều người Mơ Nông. Bây giờ mình lên xe mình đi hả? Dạ. Sẵn sàng chưa? Dạ. Let's go. Wow. Ok chưa? Trời đã. Mát lắm, ở lái vô chung kia còn mát nữa. Ở đây là chưa mát đâu. Wow, à, đủ dốc, đủ dốc. Cái này phanh tốt. À, xung quanh là ta trồng tiêu, trồng điều, trồng cà phê rất là nhiều. Đúng vậy, chúng ta đang đi vào con đường bê tông. Đây là con đường đi ngang một cái cầu rất là đẹp. À. Ở đây rất là nhiều cầu, nhiều hồ. Tại vì ở đây người ta làm thủy điện mà. À. Oh my god. Nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh. Wow. Con đây là nhà rông, là nhà dài đó, nhà Mơ Nông. À, ngày xưa là bon, à, bon như là thôn. Thôn. À, à. Tiếng người Mơ Nông là bon, là sẽ có một căn nhà dài để mọi người sinh hoạt với nhau. À, giống như nhà sinh hoạt chung. Ừ, giống như nhà sinh hoạt cộng đồng bây giờ vậy đó. Bây giờ mình sẽ vào tham quan. Có nhiều cái hay để mình khám phá. Xin mời. Ừ, đây chính là nhà dài của người Mơ Nông. À, người ta xây cái này. Đây hồi xưa là rất là nhiều. Nhưng mà sau này khi mà gọi là người ta cuộc sống người ta tốt lên, người ta xây nhà bê tông xi măng hết rồi. Nên ở đây người ta dựng lại một căn nhà này để người ta gọi là bảo tồn. Đó. Để người ta sắp tới người ta sẽ làm nhiều lắm. Anh Tông. Mẹ anh Tông. Ôi, chào anh. Dạ. Đây là cái nhà dài anh Tông hả? Nhà dài, nhà rông của đồng bào Mơ Nông. Đây là để cho toàn bộ cái bon. Một cái bon, à, cái bon gọi là cái thôn đó. Ờ, à, cái thôn. À. Thôn khác, bon khác. À. Ở đây là gọi là bon. Nhưng mà ý là nó về cái diện tích và về cái cơ cấu là giống cái thôn đúng không? Ừ, đúng rồi. Đứng đầu cái bon là có gọi là trưởng bon. Trưởng bon. Gia làng là trưởng bon. Ờ, à, gia làng rồi trưởng bon nữa. Là gia làng là khác nữa. Ờ, à, gia làng khác nữa. À, trưởng bon là khác nữa. Đây là ruồi. Ruồi của đồng bào để đi rẫy đi nương đấy, đi hái thì cà phê hái tiêu rồi đó. Đúng lát rồi. Mình có hái tiêu rồi gì không? Ở đây có tiêu không? Có nhiều lắm à. Lát mượn cái này đi hái tiêu được không? Cái người nhỏ xíu là để hái tiêu mà. Đúng rồi, đây có hai bộ quần áo, một là nam một nữ con. Dạ. Lại đây quấn vô. Để chú quấn vô cho con nè. Quấn thì sao ta? Để con đứng im đi. Thưa quý vị, hôm nay Cindy Hạ Linh sẽ làm gái đồng bào Mơ Nông. Hả? Con bé giới thiệu cái khổ không ta? Mình giới thiệu cái khổ không ta? Mặc áo gì cũng được, khó kỳ á. Đó, đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ nghiên cứu một vài cái gọi là cái nhạc cụ. Đây là ca sĩ Cindy Hạ Linh nên cũng muốn nghiên cứu về nhạc cụ. Anh Tùng hả? Tò mò, tò mò. Hả? Quá đẹp. Đây là cái chuông gió của đồng bào. Khi trước khi treo ngoài gió là nó sẽ lắc lư. À. Nghe cái tiếng. Trời, chuông gió này nhiều ống quá nè, bình thường. Nhiều quá hả? Bình thường nó sẽ ít hơn. Đây còn là đàn đá. Wow. À. Mình kiếm nốt đã đó nha. Đồ. Đồ. Không phải. Không phải. Không phải luôn. Tưng tưng. Thực ra mấy cục này người ta đem về người ta để người ta tượng trưng đúng không anh? Đúng chứ rồi, còn nếu mà để lựa chọn đưa vào các nốt là phải khác nữa. Đúng rồi. Đây là cũng đàn. Wow, đàn này nhìn xinh nha.
À, kêu nghe tiếng hay nè. Cũng là đàn đá luôn đó. Trời, nghe tiếng hay quá nè. Anh Văn vào thử. Đây, để em làm một bản liền. Làm một bản liền. Cho nè. Trời, mưa lớn, mưa lớn. Mưa rà. Ủa, ở trong này có cái gì vậy? Xuất sắc luôn á. Hết mưa. Lại mưa. Đổi ngược lại. Em mong về làm biết nhạc là xuất sắc luôn nè. Mưa lớn, mưa lớn. Mưa rào, mưa rào. Hết mưa. Hết mưa. Bảo. Cái này hay nè. Hay, cái này hay thiệt. Còn có bài gì về mưa không? Hát thử coi. Hình như mưa đang rơi, hình như anh đang chơi vơi. Này người em thương ơi, là em ôm vào lòng, cứ để cho thế giới kia quay cuồng. Em sẽ giữ cho anh phút giây yên bình. Hay quá, vỗ tay. Hay quá. Còn chú hát là cái cuộc tình đau đớn. Tự con là nó nhẹ nhàng. Còn tự chú nè. Nghe hạt mưa rơi rơi trong lòng nhói đâu. Ngày em ra đi, mưa bút ra trên đường khuya. Hết mưa. Đau lần thôi. Xuất sắc, xuất sắc. Còn đây là thác nước. À, à tiếng róc rách đúng không? Tiếng suối rồi đó. Nghe tiếng suối, tiếng nghe róc rách. Hay luôn. Hay cái này. À. Sơn nữ ơi gì đó. Trời ơi, mấy cái nhạc cụ này mang vô vào phòng thu chắc nghe đã lắm nè. Trời ơi, nghe đủ hay luôn á. Nước đang chảy róc rách, nhạc cụ bà con đồng bào mình á, họ sáng tạo dựa trên những cái gì thuộc về thiên nhiên á. Ờ, âm thanh thiên nhiên, âm thanh đại ngàn đó. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa sang ngàn đời người đành trao ta mặt ngọt phôi pha dĩ bánh xe mãi không phai nhòa. Ủa, đâu có thật tí gì đâu. Có, này mình không có hơi thổi. Ôi vậy luôn hả? Nghe nhân người ta thổi kêu. Không phải. Nói chung là mình không biết, mình không giỏi cái này. À, tiếng chim. Trời ơi, tiếng ma kêu. Đúng rồi, tiếng ma kêu. Con này, con cảm này đi, chú cảm này. Tức là ban đêm á, là bắt đầu. Dữ dội quá, dữ dội quá. À. Thổi nhạc cụ người ta hay, muốn thổi ào ào nè. Sao tí này nó sang mà tí này nó ghê quá vậy? Vui quá. Ồ. À, cắt kè. Ồ, oh, con nghe chưa, con nghe chưa? Wow. Wow. Hay hả? Giống như đua xe luôn. À. Ồ. Chỉ tay anh Tùng ở đây để tụi em đi vào vườn tiêu. Tụi em hái tiêu rồi tụi em thử kiếm cái gì đó. Cảm ơn anh Tùng rất là nhiều. Cuối đoạn đường xe là đi lộn ta, để mình đo thử coi. Lộn không con? Không lộn đâu, không lộn, không lộn. Đừng có để yên với tài xế của ta, đợi để yêu cầu nha. Con làm cái chuyện tàu lao không vậy con? Lọt á, nhưng mà chắc người ta không cho, chắc là sát vô cái thành này luôn nè. Không được đâu con, với lại cái cầu này dùng cho xe máy á. Dạ, mình rồi. Không được đi cấm vậy. Xe bằng
Nhưng mà xe mình là Lamborghini. Xe mình là Lamborghini thì phải xe ba gác rồi đúng không? Ờ, chứ mình đâu phải xe ba gác đâu. Đây, cấm xe ba gác. Không, cấm xe lam luôn kìa. Thấy chưa? Ok, biển cấm rõ ràng. Này, biển cấm xe hơi, xe lam. Xe, cái này là cái xe máy mấy cày á con. À, xe... Ở dưới là xe kéo ba gác rồi đó. Rồi, đi bộ thôi. Chú có một cách. Không cần chạy xe mà mình vẫn qua được. Và đẹp quá. Có cần chú chụp mấy tấm hình không? Dạ được không? Đây chú chụp cho mấy tấm hình. Đó. Trời. Đây là cái đập thủy điện. Người ta ngăn nước lại để người ta giữ. Và người ta làm ra điện. Rồi tới mùa thì cũng dùng cho tưới tiêu. Trời ơi, đẹp quá luôn á trời. Mát quá hả? Nước xanh. Cái này nhảy xuống tắm đã lắm á. Thử thách ai chạy qua trước nha, chú chấp con 15 mét nha. Đưa điện thoại cho chú cầm cho. Rồi chạy trước đi. Chạy trước luôn đúng không? À, sẵn sàng chưa? Go! Quá mệt mỏi, chân ngu. Đi dù đứa trẻ 17-20 tuổi chạy với mình con... Quá mệt mỏi. Con chạy nhanh lắm á. Đau quá, đau cái chân nó cấm xuống cái sắt này nè. Tại vì đi giúp tụi ông nè. Bây giờ mình cũng đói rồi đó, mình sẽ đi kiếm gì ăn đi. Mình kiếm xong mình còn nấu nữa kìa. Đi. Bây giờ mình sẽ vô vườn tiêu của anh Bảy RT. Cái gì vậy con? Anh Bảy RT anh nói là cứ vô vườn ảnh tiêu, cà phê rồi nhiều lắm. Thực ra thì hôm nay là lần đầu tiên con nhìn thấy cây tiêu. Trời. Lần đầu tiên biết luôn, nãy chị cũng mới biết chứ con không biết luôn á. Vậy hả? Đây. Ai chỗ này ghê quá vậy? Nếu vô tay chú nè, tại chú mang cái dép để nó không có tuột. À. Bỏ vậy đôi dép là đôi dép sáng tạo người Việt Nam chứ mà không giỡn hả? Nhưng mà chị đưa hơi chậm thôi. Thì dĩ nhiên mang dép chạy sáng tạo mấy người mang giày. Nhưng mà có vấn đề là đôi dép này là đi biển, đi sông, đi suối, đi hồ và chú mang hết. Đây có tiêu, tiêu quá trời. Tiêu điều nhưng mà mình đừng đọc là tiêu điều, mình đọc là cái điều, cái tiêu. Điều tiêu. Đây là món gì vậy? À, cái này á. À, hoa dại đó con, chú không biết. Gì vậy? Dạ được, quá lối. Trời ơi, băng rừng lội suối. Ê, sao bây giờ mình không hái tiêu? Mình hái tiêu để lát lỡ xuống đây rồi lên lên lại nó mệt lắm. Okay. Đúng không? Dạ. Lên. Lên, hái tiêu. Nhìn ninja vậy hả? Ninja. Đây nè. Đây nè, con. Ê, con té, té. Té hết đâu? Ấy trời. Nhưng mà cái này, cái này là chín chưa? Chín. Mình nấu tiêu xanh mà. Tiêu này bắt đầu nó già là người ta hái xong người ta phơi. À. Ừ. Nó khô. Xong là xay ra đúng không? Đúng rồi. Và cái này là mình nấu thịt bò nấu tiêu xanh. Tiêu xanh mình làm được nhiều món lắm. Mới bứt có mấy cái mà gần được đầy nón à. Tự tay mình hái, tự tay mình nấu rất ăn ngon lắm. Dạ. Đủ chưa ta? Chú nghĩ là chừng này là mình nấu dư rồi đó. Bây giờ cũng chưa biết là nấu cái gì. Bây giờ mình đi kiếm tiếp. Kỳ. Nhưng mà có cà phê không ta? Con tính nấu cà phê hả? Bây giờ mình đang trong một cái vườn tiêu rất là gọi là lung linh thơ mộng. Cây tiêu là cây sống bám. À. Là nó bám vô cây khác để nó sống. Ở đây người ta nuôi gà, nuôi vịt, ta thả ào ào vậy đó. Quay. Nó không phản ứng gì luôn á. Nó hiền lắm, đây nó thân thiện lắm. Thân thiện. Ấy được. Bây giờ ủa mình bắt hả? Bắt con vịt hay con gà? Bắt con vịt hay con gà. Vịt đi. Dạ cũng được, con vịt cũng được. Con vịt mà mình nấu tiêu á, ngon lắm á. Thì con bắt vịt cho. Bắt đi. Từ từ. Bắt đi. Cái gì?
Đâu rồi? Nó chạy rồi. Dí theo đó con, dí theo. À, nó chạy nhanh quá à. Nó đâu rồi? Chạy đường khác rồi, nó chạy đường khác. Bên kia, bên kia. Oh no. Nó biết mình muốn bắt nó hay sao á mọi người. Được rồi. Cầm cái giỏ, cầm cái giỏ, cầm cái giỏ, cầm cái giỏ. Quay. Trời đất ơi. Kìa kìa. Trời nó chạy dữ vậy. Bắt được đi con, ráng đi con. Trời nó chạy nhanh. Dịch này là dịch đồi á, dịch đồi đó. Trời. Nó đâu rồi con? Nó bên này nè. Đâu rồi? Trời ơi. Mày chết mày với tao rồi. Dạ, nó chạy nhanh quá. Kìa 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 kìa. Đâu rồi, đâu rồi? Bên đây nè con ơi. Ê, ê. Chụp đi, chụp đi, chụp đi con. Ây da, ây da. Có chừng tắt. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Con, chậm lên con kìa. Ây da. Ê, tao mệt rồi nha mày. Đâu rồi? Đây. Trời, con này nó thông minh quá, IQ cao quá. À, được chưa? À, rồi, chú con gánh, chú con gánh rồi. Xin mời Hà Linh thân mến. Dạ. Tôi đang quay phim cô đó. Quay phim rảnh rồi đúng không? Rồi đi bắt dịch giờ đi nào. Yeah. 2, 3, 2, 3, vô, vô. Sunny đang quay phim. Và tôi quay Sunny. Còn lại mấy bạn quay phim thì đi bắt dịch. Được chưa, được chưa? Dạ, được rồi, được rồi. Đây. Ai chú chắc thằng rảnh gì không? Nhỏ nó quay tôi quay nó. Có con dịch nữa. Có con dịch nữa. Thằng gì cũng dịch quá. Cảm ơn các anh quay phim, vỗ tay. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi nấu đồ ăn. Go! Thưa quý vị, hai chú cháu đã hoàn thành những trò chơi mà không nên chơi dành cho người lớn tuổi. Phía sau là cái cầu của mình chạy nãy. Dạ, wow. Đó. Đẹp. Trên đây là gà chạy tung tăng thấy không? Ở đây là ta nuôi gà, ta để vậy đó. Bây giờ mình sẽ rửa tay trước khi làm. Ok. Vệ sinh sạch sẽ. Vệ sinh sạch sẽ trước khi nấu ăn. Rồi. Mời bạn cầm đây. Đổ đây nè. Xin cảm ơn. Lau tay đi con. Ok chưa? Dạ. Sạch sẽ rồi đó. Đây bây giờ mình sẽ khè con vịt. Cho nó, con biết khè để làm gì không? Cho nó chín. Không. Cho nó cháy. Cho nó sạch cái lông. Chứ để cái lông hôi. Chứ lại da nó săn lại. À trời ơi. Nhỏ giờ làm cái này bao giờ chưa? Chưa. Mời bạn đứng vào đây. Dạ. Sắc sắc quá. Wow. Ôm. Nhìn thấy cái da nó co luôn vô luôn trời. Hả? Ôi mẹ ơi. Tao làm thử được không? Từ từ để chú làm cho chúng con cái mẫu. Nên tao cái màu này nó chảy đó. Đó con làm nó cái màu giống vậy nha. À hơi đó. hơi xem chút không? Ok không? Thấy. Con để một chỗ từ từ đã. À. Wow. Chậm chậm nó không cần phải gấp. À, là cái lông thấy nè, con thấy mấy cái lông từ từ nó sẽ teo lại. Teo. Nè, đó, nó cái lông nó sẽ cháy hết. Giờ nó sẽ hết thôi, rất là thơm. Ghê chưa? Trong thời gian con làm thì chú sẽ nấu nước sôi. Và thưa quý vị, chúng tôi đã xin được khoai mì của anh Tùng. Khoai mì này nấu chung với vịt, tiêu, khoai mì. Ok không con? Dạ ok ok. Trời con bé nó khè cái lông con vịt mà nó vẫn đẹp. Trời trời thiệt. Tới cái khúc cảnh của nó rồi nè. Trời ơi giỏi vậy. Nó vàng đó con thấy không? Dạ. Cái mỡ nó sẽ chảy bớt ra. Thưa quý vị, đây là khoai mì. Trời nhỏ giỏi dữ trời. Con cháu tôi nó giỏi quá mà nó vẫn ế. Ế có chủ đích. Ế gọi là ế chủ động. Ế chủ động.
thấy cũng có nhiều niềm vui mà. Có không? Dạ có. Chứ tôi thấy là không vui rồi đó. Tự do, tự tại. Tôi sẽ bỏ khoai mì vô. Có muốn ăn nhiều khoai mì hay ít khoai mì? Dạ nhiều. Nhiều nha. Mình sẽ cắt sẵn rau để lát mình bỏ cho nó ngon. Trong thời gian con khẹt đó thì chú làm tỏi rồi hả? Nè, con thấy không? Mau sơ ghê không? Dạ. Hôm nay cho Sunny ăn món này ngon nhất. Sunny chưa bao giờ ăn ở đâu luôn. Dạ đúng rồi. Chưa ăn luôn á. Mà mình tự làm tự ăn sẽ ngon hơn nè. Ừ. Có thể là có vẻ vàng rồi chú đó. Cũng nghĩ là ok rồi đó. Ok chưa? Mệt quá hả con? Rồi. Bây giờ mình sẽ tháo xuống, mình làm tiếp theo công đoạn này. Chú sẽ giã miếng gừng. Wow. Con đeo bao tay vô. Một bao. Hai bao. Nặng miếng chanh. Điệu nghệ quá. Chúng tôi đã khè sơn dịch rồi. Bây giờ con. Dạ. Massage. À massage. Massage đi nào. Wow. Yeah. Đã quá nè. Ừ. Biết làm gì không? Khử mùi. Đúng, chính xác. Rồi, massage tiếp. Ở nhà con là ai nấu ăn? Mẹ nấu. Ba mẹ con làm nghề gì? Dạ, ba mẹ con làm bên múa. Nghệ sĩ múa hả? Dạ. Ba con là nghệ sĩ nhân dân. Ghê vậy? Nghệ sĩ nhân dân gì? Nghệ sĩ Ngô Đặng Cường. Ồ, vậy bác cũng giỏi quá hả? mẹ là tên gì? Mẹ con là Đào Kim Dung ạ. Vậy hả? Vậy mà sao con đi hát mà ba mẹ dạy múa mà con đi hát? Hồi xưa mẹ cho đi học múa không chịu, thích đi học nhảy. Nhảy hả? Dạ. Tại sao hồi xưa là nhóm nhảy hả? Nhảy chưa nhóm nhảy, nhưng mà hồi đó ba mẹ bắt đi học tài chính. Tài chính học ở đâu? Dạ, đi học ở học New Zealand ạ. Trời ơi, đất nước đẹp. Không, nhưng mà vắng người lắm, cừu nhiều hơn người. Vậy nên hả? Buồn lắm. Con học xong con chạy về đếm từng ngày. Vậy hả? Học bên đó thì có thằng David, thằng Tommy nữa theo con không? Dạ không. Dạ không. Hồi đó đi học giống như là bị tự kỷ vậy đó. Vậy hả? Đi học xong đi về vậy. Không có gặp ai đó. Vậy hả? Dạ, tội nghiệp. Trời, thấy thương quá hả? Con về đâu có để cái bằng đó chứ đâu có xài đâu. Ừ. Xong chưa? Cầm lên đây. Chúng ta sẽ rửa bằng nước sôi ha. Chúng ta chuẩn bị tiến hành nấu dịch. Yeah. Mình tắm rồi đó, tắm 2-3 lần rồi đó. Tắm 2-3 lần. Wow. Cho chú mượn cái thau inox nhỏ. Đó. Ta sẽ để đây. Từng này được chưa? Thêm nữa không? Thêm nữa đi con. Trời ơi, chuyên nghiệp. Bây giờ con phụ chú, con thấy cái chén hành tỏi không? Dạ. Con bỏ vô đây nhưng mà con chừa lại 1/3. Bóp vô hả? Con cho 2 muỗng nước mắm. 3 muỗng cũng được, 3 muỗng đi con. Tiêu. Tiêu. 1 muỗng tiêu. Đúng rồi. Đường. Thơm chưa? Thơm rồi, thơm rồi. Bây giờ này được sôi rồi đúng không? Dạ. Bây giờ mình sẽ để qua một bên ha. Lấy cái chảo cho chú được không? It's a oil. Cooking oil. Yes, cooking oil. And after put the it in the chảo ha. À, ok. Ok. It's oil hot à? Hot. It's a smell good. And
ăn cái dịch này vô. Xịn. Trời ơi, nhìn nó giống quá à. Ý là được to ha. Ý là được to. Ây da, chết rồi, nhìn nhắm mắt không? Không. Ý là a little bit, to. Ờ. Wow, thơm quá. Ý là coi chừng là rớt. Đói ha. It's a more a little bit chili chili powder à. How about this? Cô thấy món này sao? Aha. How about? Smell very good. Smell very good. Need to try to know. Yeah. It's okay. Okay, if you want. Lát mình còn hầm nữa. À. You bỏ nước mắm mấy muỗng? 3 muỗng. Okay, one more right now. And a little bit salt. À đúng rồi, chắc phải có thêm miếng muối đó. Yes. It's a tiêu. Đúng rồi. Thôi cay rồi đó. Quá sạch. Quá sạch. Cay thêm nữa không ta? You want more? Nhưng mà lát nữa có tiêu kia có cay nữa. Nồng, thơm hơn. Dạ hơi cay thêm miếng này. You want a bread, a chili? Ok. Ok. Yeah. Yeah. And you are khuấy. Yeah. And you khuấy. Hả? À, thấy thịt nó săn chưa con? Thôi thôi. Nó phải săn nó mới ngon nha. Ok. Ok. I think ok, right. And done. Put done this put here. And à. Tôi nghĩ là rất là beautiful luôn á. Wow. Chúng ta không có put hết một lần rồi không? Tại sao ta? Tại vì á mình sẽ bỏ bớt cái dầu, cái mỡ của nó. Nãy mình làm cho nó ra mỡ rồi, hiểu không? Ừ. Biếu. Yeah. Ok. Bỏ đây cho nó thơm. Còn cái dầu mình bỏ đi. Yeah. Con dịch nó ra mỡ nhiều lắm. Trời ơi. Bỏ lửa nhỏ nè. Lửa lớn. Trong lành chưa? Cái khoai mì hả? Khoai mì à, chín à. Khoai mì mềm vui. Mềm rồi, chúng ta chờ dịch mềm nữa. Đây là tiêu anh em chúng tôi đã hái được. À. And xả. Lemongrass. Dập. It's a for decor à? Decor. For decor. And we eat? No, no, not eat, not, not eat now. And to wait. 15 minutes. Ah. 15 minutes. Fire more. Mix it, mix it. Yeah, mix it. I think I want more. Mm. Red pepper. Pepper. For red, green pepper. Green pepper. Okay. I think it's okay. Nhưng mà lát nữa tiêu nó ra đúng không? Ừ. Giờ chưa nó có mùi tiêu. Không? Đúng rồi, giờ chưa có mùi tiêu. Nêm dừa quá nhỉ. Được không con? Dạ. Chú sẽ cắt cái này cho con. Con không biết ăn mà lát chú sẽ dạy cho con cái ăn. Cái này là dạy mề đúng không? Cái bao tử con vịt đó. Rất là ngon. And it's a... Gan. Gan. It's a... Thim. Thim. And... Chân. No, nấu luôn. Nó sẽ rất là beautiful. We done. Bây giờ mình sẽ làm nước mắm. Ừ. Một phần cũng quan trọng. Ây da, ây da. Sả. Tiêu. Tiêu, green pepper. Yeah. Đập dập. And? And nước mắm, đường,
sugar. Yes. Lemon. Anna Hửi. Bây giờ chúng ta có sẽ ăn. Ăn. Bỏ cái này vô. Đây để chú làm cho con một chén. You wanna khoai? Yes. You wanna đuổi? Đuôi đuôi đuôi. And thank you. Khóc khun khạp. Mời. Yeah. Ok không? Gì vậy? Hấp dữ vậy? Ngon quá à. Lấy cái đường chấm vô đây. Ăn thử khoai mì coi. Lần đầu tiên con ăn món này đúng không? Dạ. Ngon quá à. Khoai mì nó dễ vậy á. Mà nó ngọt nữa. Ngọt quá à. Thật sự là xuất sắc. Quá tuyệt vời luôn, thiệt luôn. Đó, chấm vô con. Chấm vô. Cái hôi mà không còn một miếng mùi nữa luôn. Không hôi luôn. Nó hấp vậy á. Bé nó đẹp, ăn cũng thấy đẹp. Làm gì cũng thấy đẹp. Ăn cái tiêu nó hơi cay cay. Ngon không? Nhai cái tiêu không phải nhai cái tiêu nha. Ăn chung với gì? Trời, con bé nó múc tiêu nhìn thấy con dễ thương nữa. Ngon mà. Ủa lâu mới có cơ hội đi vậy đó không con? Dạ. Rất ít, rất ít luôn. Này. Dạ. Này bây giờ chú chỉ cho con ăn nha, con cầm cắp lúc này. Không cầm lại. Con nhai một miếng. Rồi, nhai đi, rồi hấp với nước. Ok không? Lấy cục nhỏ này. Bỏ vô nhai. Chấm miếng, chấm miếng. Chấm miếng, chấm miếng. Rồi. Nhai. Rồi, gấp miếng khoai mì. Ngon ngon hả? Rồi, nhai chung. Ngon ngon. Ngon vậy con ha. Cảm ơn chị Ni nha. Hôm nay đã lần lỡ từ Sài Gòn tới đây xa sắc xa lơ xứ nước Đắk Nông ở đây để mời nấu ăn với chú. Cảm ơn con rất nhiều, chúc cho con đường âm nhạc của con ngày càng phát triển. Sắp tới là những cái bài hit 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 hit. Dạ, cảm ơn chương trình như hôm nay đã cho con cơ hội được trải nghiệm rất là nhiều thứ mới. Xong mà còn được ăn ngon nữa thì thật là tuyệt vời. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cái chương trình này của Em Phải Lo Vào Bếp và mong quý vị sẽ theo dõi những bài hát của Sinh Hà Linh, một bé dễ thương hát hay trong trẻo và ngoan. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Ăn.